Tại Pháp, giới chức nước này thông báo đang bắt đầu tiến trình điều tra vụ rò rỉ dữ liệu y tế của gần 500.000 người, bao gồm nhiều thông tin cá nhân quan trọng và tình hình sức khỏe nhạy cảm. Vụ rò rỉ dữ liệu bị phát hiện trên một nhóm chat được sử dụng để buôn bán trái phép các dữ liệu bị đánh cắp trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Tài liệu chứa thông tin của gần nửa triệu bệnh nhân như địa chỉ, số điện thoại, email, số an sinh xã hội cùng với thông tin về tình trạng sức khỏe nhạy cảm như kết quả xét nghiệm HIV và sức khỏe sinh sản. Truyền thông Pháp cho biết những tài liệu này bị thu thập từ năm 2015 đến năm 2020 tại khoảng 30 phòng khám, chủ yếu nằm ở vùng Tây Bắc nước Pháp. Hiện văn phòng công tố Paris đã mở cuộc điều tra về vụ việc theo hướng đây là hành vi tiếp cận và duy trì trái phép hệ thống xử lý dữ liệu tự động, cũng như khai thác, nắm giữ và chia sẻ trái phép dữ liệu.